Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ phong thiên nhiên. Cây bán thành phẩm rồi nha. Nhà vườn vô dây theo kiểu phong thiên nhiên, nói chung là tận dụng tay cành. Này, lá rất là nhỏ luôn. Lá rất là nhỏ nha. Cây này dán phong tranh luôn. Rồi, cây này có mã số là 765, hoành gốc là 35, cao là 80, đang nằm cái chậu là 65 x 50 lọt lòng nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 10.000k bao ship, 10 triệu nha, cả chậu luôn. Rồi, quay vài vòng cho khán giả xem luôn. Cây này form thiên nhiên rất là đã luôn. Thùng chậu rồi nha. Mười ngàn ca bao ship. Gốc rất là lực. Rất là lực cốt luôn nha. Form thiên nhiên rất là ok luôn nha. Lá siêu nhỏ luôn. Cốt đế nè. Đế trải luôn nha. Mười ngàn ca bao ship, 10 triệu nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe form thiên nhiên. Cây form thiên nhiên luôn nha. Cây này có mã số là 766, hoành gốc là 20, cây cao 55, bầu đất hiện tại là 30 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 500k bao ship luôn nha. Rồi quay vài vòng cho khán giả mình xem luôn. 500k bao ship form thiên nhiên, bằng lăng tím lá nhỏ. Cây khá là già luôn nha. Năm trăm k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi mời nhà mình tham khảo trái của trái đồng tiền này cả nhà, rất là đẹp luôn. Nà ná như trái hải châu luôn cả nhà. Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vôi nha. Sống khỏe rồi. Củ này có mã số là 767. Đường kính là 35. Đường kính củ nha, từ đây mà qua bên này là 35. Chiều cao của củ tính từ mặt chậu là 18 cm nha. Củ này nhà vườn xin giao lưu cả chậu luôn, 1.000k bao ship luôn. Củ này về mình có thể mình làm cái khung cho nó leo, hoặc là mình cho nó leo vàng đồ đều ok hết nha. Lá trái tim tròn rất là đẹp. Rồi quay vài vòng cho khán giả mình xem luôn. 1.000k bao ship cả chậu luôn nha. Còn nếu mà mình không lấy chậu thì mình sẽ có cái mức khác nhau nha. Củ bình vôi hay còn gọi là củ đồng tiền. Trái nó cũng khá là đẹp nha. Đây, sẵn mình xem trái của nó luôn đây. Này, có một cây trái đang chín nè. Đó, trái nè. Rất là đẹp. Rồi, 1.000k bao ship. Rồi, vườn xin qua củ này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một củ bình vôi hay còn gọi là củ đồng tiền nha. Củ sống khỏe nha, mình yên tâm luôn. Củ này có mã số là 768, hoành củ là 100, cao mà 15. Cái này hơn 15 luôn cả nhà. Cái này nó có hai phần, nó dính lại nhau nha. Rất là đẹp. Chậu men xanh. Chậu này có
đường kính là 30 nhân cho 20 nha. Cổ này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 800k bao ship cả chậu luôn nha. Rồi quay vài vòng cho khán giả mình xem luôn, giao lưu nhanh luôn, 800k bao ship cả chậu. Rồi nhà vườn xin qua cổ này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một củ bình vôi hay còn gọi là củ đồng tiền nha. Củ quái luôn. Củ này có mã số là 769, hoành củ là 90, cao là 30. Đường kính chậu là 30 x 20 nha. Củ này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 1000k bao ship. Rồi quay vài vòng cho khán giả mình xem luôn nha. Lá rất là đẹp. Cái này về mình cho leo khung hoặc là mình cho leo vàng đồ cũng rất là ok luôn nha. Nó phát triển rất là nhanh. Nếu mình cho ra đất nữa thì nó phát triển rất là to thêm nữa. 1000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cổ này luôn. Rồi nhà vườn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một củ bình vôi hay còn gọi là củ đồng tiền. Sống khỏe nha. Củ này có mã số là 770, hoành củ là 60, cao là 15. Đang nằm cái chậu nuôi là 20. Chậu này là chậu phù điêu nha. Nhà vườn tự làm luôn. Củ này nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn cả chậu. Rồi quay vài vòng cho khán giả mình xem luôn nha. 600k bao ship cả chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cổ này luôn.